Cô chào tất cả các con. Tiết khoa học hôm nay, chúng ta cùng đến với những hiện tượng rất gần gũi với chúng ta, đó là nóng, lạnh và nhiệt độ. Và để tìm hiểu kỹ hơn về các hiện tượng này, thì cô và các con cùng đến với những hoạt động sau đây. Số 1. Nóng, lạnh và nhiệt độ. Em hãy kể tên một số vật nóng và vật lạnh thường gặp hàng ngày. Một số vật nóng và vật lạnh thường gặp hàng ngày. Ví dụ như vật nóng là nước đun nóng, hơi nước, nồi đang nấu ăn, gạch nung trong lò, nền xi măng khi trời nắng và còn nhiều vật khác nữa. Về vật lạnh, chúng ta có nước đá, khe tủ lạnh, đồ trong tủ lạnh, ví dụ như rau, củ quả để vào tủ lạnh, lúc lấy ra ta thấy rau, củ quả lạnh hơn, và còn nhiều vật lạnh khác nữa. Và tiếp theo, các con hãy quan sát 3 ly nước. Và trong 3 ly nước, ly A nóng hơn ly nào và lạnh hơn ly nào? Ly A là ly nước nguội, ly B là ly nước nóng và ly C là ly nước có nước đá. Thì các con thấy ly nước A nóng hơn ly nước C và lạnh hơn ly nước B. Vì ly nước C là ly nước đá nên nó sẽ lạnh hơn ly nước A. Còn ly nước B là ly nước nóng thì nó sẽ nóng hơn ly nước A. Vậy ly nào có nhiệt độ cao nhất và ly nào có nhiệt độ thấp nhất? Ly B có nhiệt độ cao nhất, ly C có nhiệt độ thấp nhất. Vì ly B là ly nước nóng và ly C là ly nước đá. Nhiệt độ là đại lượng chỉ độ nóng, lạnh của một vật có đơn vị là độ C. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể. Đây là các nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể. Đây, chúng ta dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của cơ thể. Đây là nhiệt kế và đây là máy đo thân nhiệt. Và nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. Đây là các nhiệt kế để đo nhiệt độ của không khí. Chúng ta quan sát lại. Đây là nhiệt kế đo nhiệt độ của cơ thể mà chúng ta thường sử dụng. Và đây là nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. Để đo nhiệt độ của vật, ta sử dụng nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau. Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. Nhiệt độ của nước sôi là 100 độ C. Nhiệt độ nước đá đang tan là 0 độ C. Và nhiệt độ bình thường của cơ thể là 37 độ C. Thì qua các hoạt động trên, chúng ta rút ra được kết luận. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 độ C. Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 độ C. Nhiệt độ của cơ thể của người khỏe mạnh vào khoảng 37 độ C. Khi nhiệt độ cơ thể cao hơn hoặc thấp hơn mức đó là dấu hiệu cơ thể bị bệnh, cần phải đi khám và chữa bệnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm
tìm hiểu về sự truyền nhiệt. Cô có một thí nghiệm, đặt một cốc nước nóng vào trong một chậu nước. Sau 3 phút kiểm tra mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước. Hãy nêu nhận xét về nhiệt độ của cốc nước và chậu nước so với trước khi làm thí nghiệm. Thì nhiệt độ của cốc nước sẽ giảm và nhiệt độ của chậu nước sẽ tăng lên. Theo em, tại sao nước mức nóng lạnh của cốc nước và chậu nước lại thay đổi? Nhiệt độ nước trong cốc và trong chậu có sự thay đổi do có sự truyền nhiệt từ cốc nước nóng sang chậu nước lạnh. Sau một thời gian lâu, nhiệt độ nước trong cốc và trong chậu sẽ bằng nhau. Các em hãy nêu một số ví dụ về các vật nóng lên hoặc lạnh đi. Cô có một số ví dụ về các vật nóng lên. Như khi chúng ta đun nước, thì một thời gian ấm nước sẽ nóng lên và nước ở trong ấm sẽ sôi lên. Khi ta rót nước nóng vào một ly nước, thì ly nước sẽ dần dần nóng lên. Và khi chúng ta hàn điện, hàn sắt, thì thanh sắt sẽ nóng lên. Một số ví dụ về các vật lạnh. Ví dụ như ta bỏ nước đá vào trong một xô nước, thì một thời gian xô nước sẽ lạnh lên. Và khi ta bỏ thức ăn vào trong tủ lạnh, thì sau một thời gian các vật trong tủ lạnh sẽ lạnh đi. Cũng như khi ta ướp những con tôm này trong nước đá thì tôm cũng sẽ lạnh đi. Vậy vật nóng hơn đã truyền nhiệt cho vật lạnh hơn, khi đó cốc nước tỏa nhiệt nên bị lạnh đi, chậu nước thu nhiệt nên nóng lên, như ví dụ của chúng ta khi nãy. Tiếp theo ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự co giãn của nước khi lạnh đi và nóng lên. Nước nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Cô ví dụ, khi thời tiết lạnh và nhiệt độ thấp thì nước sẽ bị đóng băng. Giống như khi ta để nước vào trong ngăn đá của tủ lạnh thì nhiệt độ thấp sẽ làm cho nước đóng băng lại. Còn khi nhiệt độ cao thì nước sẽ tan chảy ra, có nghĩa là sẽ nở ra. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con có thể xem bài kỹ hơn một lần nữa và chúng ta có thể lên internet để tìm hiểu thêm về nóng, lạnh và nhiệt độ để cung cấp cho chúng ta thêm nhiều kiến thức. Cô xin chào tất cả các con và chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe.